Mạnh Quỳnh đích thân làm điều đặc biệt cho Phi Nhung, cộng đồng mạng lại nghi ngờ có mâu thuẫn với Hồ Văn Cường. Sau khi Phi Nhung qua đời, bạn bè người thân của nữ ca sĩ vẫn luôn có những hoạt động tưởng nhớ cô, không chỉ chia sẻ những kỷ niệm với giọng ca Bông Điền Điền, mọi người còn tổ chức những đêm nhạc đặc biệt để tôn vinh Phi Nhung. Mới đây Mạnh Quỳnh, người tình sân khấu của Phi Nhung gây chú ý khi chia sẻ về dự án mới dành riêng cho nữ ca sĩ. Theo đó, anh cho biết mình đã sáng tác riêng một ca khúc để dành tặng cho người tri kỷ quá cố của mình. Sắp tới đây, Mạnh Quỳnh sẽ trở về nước, tổ chức một đêm nhạc trong ngày 28 tháng 4 ở thành phố Hồ Chí Minh và thể hiện ca khúc trên. Dẫn lời Mạnh Quỳnh, khi viết những bài hát nhớ về cô ấy, tôi nghĩ phải giữ riêng cho mình. Tuy nhiên, Phi Nhung là người của công chúng. Nếu chia sẻ những kỷ niệm âm nhạc của chúng tôi với khán giả, có lẽ ở đâu đó cô ấy sẽ thấy vui. Tiết lộ cụ thể hơn, Mạnh Quỳnh cho biết mình đã sáng tác khá nhiều ca khúc sau khi Phi Nhung qua đời, có thể kể đến như Lặng lẽ bên người, Xuân vắng em, Khóc bạn như mưa. Đáng chú ý, trong show sắp tới, các con nuôi của Phi Nhung là Tuyết Nhung, Quỳnh Trang, Thiêng Ngân cũng sẽ góp mặt. Họ dự định sẽ thể hiện những ca khúc gắn với tên tuổi của ca sĩ như Phải lòng con gái Bến Tre, Chiều lên bản thượng, Giấc mơ cánh cò. Khán giả bắt đầu thấy thắc mắc, vậy Hồ Văn Cường thì sao? Vì sao nam ca sĩ không góp mặt trong show lần này, trong khi ba người con nuôi khác vẫn tham gia? Trước đây khi một trung tâm ca nhạc hải ngoại tổ chức show tưởng nhớ Phi Nhung đã mời ba cô con nuôi sang Mỹ tham dự, thời điểm đó một số người cũng đặt ra câu hỏi vì sự vắng bóng của Hồ Văn Cường. Phía ban tổ chức giải thích rằng quán quân Việt Nam Idol Kids năm 2016 đã từng được biểu diễn ở đây nên giờ nhường cơ hội lại cho các chị em trong nhà. Câu trả lời trên có thể được tạm chấp nhận, nhưng đến lần này hẳn sẽ rất khó giải thích khi địa điểm tổ chức ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng Hồ Văn Cường lại không có tên, một lần nữa mối quan hệ giữa nam ca sĩ với những người thân thuộc bên Phi Nhung lại trở thành chủ đề gây tranh cãi. Trước đó, Hồ Văn Cường từng nhận nhiều chỉ trích từ người thân quen của Phi Nhung về thái độ sống. Họ cho rằng cậu vô ơn, thờ ơ trước việc mẹ nuôi bị công kích dù đã qua đời. Gay gắt nhất phải kể đến lần Trăng Trần đến nhà livestream có cả sự góp mặt của gia đình Hồ Văn Cường. Gặng họ chuyện nam ca sĩ có nhờ một nữ CEO đòi tiền cắt xê từ phía công ty Phi Nhung hay không. Trước rất nhiều những lời dèm pha tranh cãi, Hồ Văn Cường vẫn luôn giữ im lặng. Nam ca sĩ đã tách ra hoạt động riêng, được Ngọc Sơn và Bầu Thụy nâng đỡ trên con đường ca hát.